Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một vườn hoa phế liệu rất độc đáo và thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của rất nhiều người. Không những thế, vườn hoa kỳ lạ này còn mang lại một không gian xanh mát, rực rỡ, sắc màu cho thành phố. Thật khó có thể nhận ra nơi đây từng là một bãi rác hôi thối gây khó chịu cho biết bao người thưa quý vị. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây để tìm hiểu thêm về vườn hoa độc đáo này. Cuộc sống của người dân khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự trong những ngày qua dường như đã được thay đổi hẳn. Ai cũng cảm thấy phấn khởi và hứng thú với một khu vườn hoa mới vừa xuất hiện tại ngã tư giao nhau giữa đường số 6 và đường số 9 tại khu đô thị An Thạnh. Khu vực này trước đây vốn là bãi rác tự phát, thường xuyên bốc mùi hôi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường, thì nay đã được thay thế bằng khu vườn nghệ thuật thu nhỏ. Tác phẩm này được tạo nên bằng chính những bàn tay tài hoa của các bạn thanh niên ở địa phương. Bằng cách tận dụng các vỏ xe tải cũ, nhóm thanh niên tại thị xã Hồng Ngự đã sơn màu, vẽ tranh, viết chữ để tạo nên những chậu hoa độc đáo. Những loại hoa kiển như hoa 10 giờ, dứa kiển, dạ thảo, chiều tím đã được trồng vào để trang trí, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, thu hút rất nhiều người đến xem. Để thực hiện được ý tưởng này, các bạn trẻ đã đi vận động, thu gom vỏ xe cũ từ các tiệm sửa xe hay thu gom tại bãi rác rồi cùng nhau đóng góp ngày công để thực hiện. Được biết, vườn hoa đầu tiên đã được thực hiện với tổng kinh phí trên 3 triệu đồng. Trước đây hồi đó lên đó là cái bãi rác trống nên có một số người dân mình thường hay đem rác đồ lại xả, nó hơi bừa bãi. Nay thì từ ngày có cái mô hình mà của đoàn thanh niên mà thành lập như vậy đó, thành ra môi trường nó thứ nhất nữa là được sạch đẹp, cộng thêm cái thứ hai nữa nó tăng thêm cái giá mỹ quan cho phường. Thành ra bây giờ tôi thấy là nó làm như vậy là nó rất đẹp. Giờ là chỉ cần yêu cầu là có một số xi măng mà để hay là một số gạch gì đó để mình lót lên cho nó cái giá nó sạch, nó đẹp hơn. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi diện mạo trên tuyến đường này, mô hình biến bãi rác thành vườn hoa còn được triển khai đồng bộ tại các điểm nóng về ô nhiễm trên địa bàn. Tính từ đầu năm 2018, tại huyện Hồng Ngự đã có 8 đơn vị triển khai thực hiện với 15 vườn hoa từ các điểm tập kết bãi rác. Nếu trước đây rác thải chất đóng ở góc phố thì nay đã mọc lên một vườn hoa đẹp. Đáng mừng là khi các công trình hoàn tất, một số hộ dân nơi đây luôn có ý thức bảo vệ, chăm sóc và tưới nước cho các cây kiển được xanh tốt. Thấy cảnh quan đẹp, nhiều người cũng không còn vứt rác bừa bãi vào các khu đất trống như trước đây. Tôi thì người dân gần đây trước kia cũng chứng kiến ba cái rác bỏ bừa bãi này nọ đó, không có được sạch đẹp, môi trường thì nó không được gọn gàng, sạch sẽ. Ngày hôm nay có chương trình này thì rất là tốt. Càng chết càng bảo vệ chỗ cho sạch đẹp chứ, và bươi tứ cây cho nó được xanh tươi nọ. Và nếu yêu cầu thì phải làm thêm cái cẳng gạch thêm. Và cho hai cột điện đi cho nó sáng, nó đẹp. Nhận thấy nơi đây là cái nơi mà người dân hay đổ rác thải sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, thì từ cái tình hình trên thì thị đoàn Hồng Ngự đã phối hợp với trường đại học Đồng Tháp thực hiện cái mô hình là chuyển cái bãi rác thành vườn hoa. Thì được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của người dân thì thời gian tới thì ban thường vụ thị đoàn cũng sẽ tiếp tục triển khai một số điểm khác nữa trên địa bàn thị xã để góp phần xây dựng cái thị xã ngày càng xanh sạch đẹp. Hành động nhỏ thay đổi lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch biến bãi rác thành vườn hoa của các bạn trẻ ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã mang lại tiếng vang khắp vùng, càng ý nghĩa hơn khi nó đã làm cho người dân địa phương cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng từng góc phố, con đường thêm xanh sạch đẹp hơn mỗi ngày. Trong một tương lai không xa, khi đến với thị xã vùng biên Hồng Ngự, người ta sẽ không còn thấy những bãi rác ô nhiễm, mà thay vào đó là những khu vườn hoa phế liệu độc đáo, rực rỡ những cánh hoa bay lan tỏa trong gió và những nụ cười rạng rỡ, thắm tình của người dân nơi đây. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm nóng phát trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình cập nhật những thông tin nóng nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, đến với tiêu điểm nóng hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về một hành động đẹp, ý nghĩa nhưng cũng vô cùng sáng tạo của các bạn trẻ tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường tại địa phương, đó là hô biến một bãi rác công cộng trở thành vườn hoa có 102. Thưa quý vị, vườn hoa này có gì đặc biệt và những người trẻ này là ai? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
Chỉ vì hiểu lầm, băng nhóm giang hồ cầm hàng đống truy sát người khắp nơi giữa ban ngày. Triệt phá đường dây chuyên làm giả bằng cấp giấy tờ sổ đỏ. Độc đáo, vườn hoa phế liệu mọc lên từ bãi rác. Thưa quý vị, khi nói về thành tích học tập của người Việt Nam chúng ta thì khi sánh với bạn bè Nam Châu thì chúng ta cũng phải rất tự hào vì không thua kém ai trên thế giới. Với sự cần cù, chịu thương chịu khó, ý chí vươn lên trong việc nghiên cứu, chinh phục đỉnh cao trí thức, những du học sinh Việt Nam khi ra nước ngoài học tập luôn khiến bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ. Ngày hôm nay thật vui khi mà Như Nguyễn và Minh Ngọc sẽ lại giới thiệu đến quý vị hai gương mặt nữ sinh Việt Nam đình đám đã đạt thành tích đáng nể, nhận được những suất học bổng danh giá ở xứ cờ hoa. Sinh năm 1993, cô gái người Việt xinh đẹp Nguyễn Thị Sao Ly dư ấm học bổng tiến sĩ Mỹ trị giá 9,3 tỷ đồng. Vượt qua 5.500 ứng viên để trở thành sinh viên Việt Nam hiếm hoi nhận được học bổng khủng của Đại học John Hopkins, Sao Ly vô cùng vui sướng. Được biết, Sao Ly nhận được học bổng tiến sĩ của 8 trường đại học Mỹ danh tiếng, nhưng cô gái đến từ Đà Nẵng chọn trường John Hopkins là trường nằm trong top 5 trường y tốt nhất thế giới. Tại đây, Sao Ly được cấp học bổng toàn phần có giá trị lên đến 410.000 đô la Mỹ, tức là hơn 9,3 tỷ đồng cho 5 năm học. Đây là con số mà du học sinh nào cũng mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ. Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Phương Uyên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, vừa nhận được thư chấp nhận của 9 trường đại học Hoa Kỳ. Trong đó, trường đại học Dickinson cấp học bổng trị giá 5 tỷ đồng cho cô nữ sinh này. Với vốn tiếng Anh và sự năng động tự tin, Phương Uyên tìm cơ hội nhận học bổng du học cho mình. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Uyên còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Uyên là người sáng lập và điều hành trang Sách làm nên cuộc đời, Books Make Your Life. Dự án thiện nguyện quyên góp sách trên 6 tỉnh thành, thu gom được 10.000 quyển sách tặng cho các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, cô bạn còn đảm đương vai trò trưởng phòng marketing của G College Singapore. Bí quyết chinh phục 9 trường đại học Mỹ của Phương Uyên là có cơ hội thì luôn phải phấn đấu. Cô bạn luôn nỗ lực để làm được những điều mà người khác nghĩ rằng bạn ấy không làm được. Thưa quý vị, đây là đoạn video clip vừa được đăng tải trên mạng và nhận vô số những bình luận bức xúc của cộng đồng. Đoạn video clip này ghi lại cảnh nhóm thanh niên ung dung dừng xe ô tô trước cổng trường để mua mít, sau đó ngồi ăn gây tắc đường. Khi được người đàn ông trung niên góp ý nhở, nhóm người này còn đuổi theo dọa đánh. Đỉnh điểm, sau khi lời qua tiếng lại thì nhóm thanh niên này đã mở cửa xe lao xuống chặn đầu xe định hành hung người đàn ông trung niên. Trước hành động hung hăng của nhóm thanh niên, người đàn ông phải để lại phương tiện cùng hai em nhỏ và bỏ chạy. Thấy người đàn ông bỏ chạy, một thanh niên trong nhóm hùng hổ đuổi theo quyết ăn thua đủ. Sự việc khiến cho đoạn đường đã bị ách tắc nghiêm trọng. Đi xe sang mà hành động kỳ quặc, kém văn minh như thế này thì thật là không còn gì để nói. Thưa quý vị, lại thêm một vụ côn đồ hành hung y bác sĩ gây bức xúc cộng đồng. Đây là hình ảnh camera của Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn ghi lại cảnh một người đàn ông đã đẩy một y bác sĩ nam, đánh liên tiếp một bác sĩ nữ và một điều dưỡng nữ. Ai xem qua cũng bất bình với hành động côn đồ này. Điều đáng nói, người gây ra vụ việc lại là chồng của một bệnh nhân đang được các y bác sĩ chăm sóc chữa bệnh. Thật không thể hiểu nổi vì sao người ta lại có thể hành xử kỳ lạ với những người đang tìm cách giúp đỡ cho người thân của mình. Các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã bị một người đàn ông lăng mạ và hành hung. Trước đó, một bệnh nhân nữ nhập viện với tình trạng đau đầu, buồn nôn, tay chân tê, mệt mỏi. Sau khi chị này nhập viện và đưa vào khoa nội tổng hợp, các bác sĩ đã tiến hành các bước cần thiết để lên phác đồ điều trị. Bệnh nhân vẫn kêu đau và tê tay. Chồng của người này đã tức tốc gọi các bác sĩ ca trực và có những lời to tiếng, lăng mạ, kèm những hành động côn đồ đánh hai y bác sĩ nữ của ca trực. Vụ hành hung gây náo loạn khu vực điều trị tại khoa nội tổng hợp. Nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông hành hung bác sĩ có thái độ rất hung hãn và liên tục buông lời đe dọa. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Một vụ truy sát kinh hoàng vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 4 tại một khu vực của xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, khi một nhóm giang hồ khoảng hơn 10 đối tượng đi trên hai xe ô tô và hai xe máy cầm theo mã tấu đuổi chém một tài xế, khiến anh phải móc súng cao su có giấy phép sử dụng ra phòng vệ, khiến nhiều người kinh hãi. Cuộc ẩu đả kinh hoàng này đã khiến tài xế tên Tuấn và người đi cùng bị thương và cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, tài xế tên Tuấn là lái xe của một công ty bảo vệ đóng trên địa bàn, nhận điện thoại người dân nhờ lái xe cấp cứu miễn phí cho một người lớn tuổi bị tai nạn giao thông khi băng qua đường. Tuy nhiên, tại phòng cấp cứu, do hiểu lầm nên người thân của người bị nạn gọi một người trong nhóm đối tượng trên tới chửi bới, dọa nạt và yêu cầu tài xế Tuấn xin lỗi, nhưng không được chấp nhận vì ai cũng thấy rằng anh không có lỗi trong việc này. Tới chiều ngày 1 tháng 4, thì băng nhóm này tìm đến công ty bảo vệ truy sát tài xế và cả giám đốc công ty khá kinh hoàng, khiến một bảo vệ công ty bị thương. Sau đó, nhóm này bỏ trốn. Được biết, đối tượng cầm đầu băng nhóm truy sát người cũng là tay cộm cán. Hiện tất cả đều bỏ trốn. Riêng đối tượng cầm đầu tên Ngọc Sẹo có tin đã trốn về Bắc. Thưa quý vị, hiện công an huyện Nhân Trạch đã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc gây hoang mang dư luận này. Thời gian qua tại Đồng Nai liên tục xảy ra các vụ băng nhóm giang hồ với hàng chục tên sử dụng hàng nóng thanh toán nhau hoặc vô cớ chém giết người, thậm chí là truy sát tận nhà hoặc phòng cấp cứu. Được biết là đa số các băng nhóm này đều từ các tỉnh phía Bắc vào cát cứ, bảo kê, khiến cho người dân ở đây rất bất an. Thưa quý vị, chuyện mua nhà, mua đất thường được coi là chuyện lớn, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi mua đất, mua nhà không chỉ cần số tiền lớn mà còn phải đảm bảo rất nhiều vấn đề về pháp lý liên quan đến giấy tờ, quyền sử dụng đất hợp lệ. Cũng có nhiều trường hợp người dân mua đất mà bị lừa mua phải đất ở những khu quy hoạch, không được phép sang nhượng theo quy định của pháp luật. Đến khi sự việc vỡ lở thì sự đã rồi, chẳng còn biết kêu ai. Liên quan đến vấn đề này, ngày hôm nay Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hai đối tượng làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước để làm giấy tờ nhà đất giả. Sau đây là thông tin chi tiết vụ việc. Hai đối tượng bị bắt gồm Lê Sơn, 54 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 128, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Trịnh Duy Văn, 59 tuổi, công chức, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam. Năm 2008 và 2014, bà Lê Thị Quế đã viết giấy tay bán cho bà Nguyễn Thị Nhung và ông Huỳnh Hữu Bốn 550m2 đất nông nghiệp ở tổ 96, phường Hòa Hiệp Nam với tổng số tiền 305 triệu đồng, nhưng không được xác nhận bởi địa phương. Mặc dù biết đất không đảm bảo đúng pháp luật, nhưng năm 2014, ông Văn là cán bộ địa chính phường đã giới thiệu ông Lê Sơn cho chủ đất để làm giả giấy tờ đất gồm biên lai thu thuế đất, hồ sơ giao đất xây nhà và sơ đồ khu đất. Sau đó, Sơn và Văn đã thông đồng với nhau, xác nhận và được cơ quan liên quan cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng liên quan đến các đường dây làm giả giấy tờ, ngày hôm nay ở Hà Nội, lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây làm bằng giả và cả sổ đỏ giả. Trong khi người ta phải mất bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian để đầu tư học lấy học hàm, học vị, thì khi vào tay các đối tượng này, chỉ cần vài triệu đồng là có thể hô biến ra những tiến sĩ, thạc sĩ dởm. Thật quá bất nhẫn khi xã hội tồn tại những đường dây mua bán giả mạo kiểu như thế này. Sau đây là thông tin chi tiết vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa làm rõ một ổ nhóm làm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có cả bằng tiến sĩ, thạc sĩ, sổ đỏ giả. Băng nhóm này do đối tượng Nguyễn Văn Vinh, ngụ tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Theo điều tra, Vinh đã đặt mua nhiều loại máy chuyên dùng như máy in màu, máy photocopy, máy plastic, khuôn lưới con dấu để làm giả các loại giấy tờ. Vinh đã thông qua các đối tượng Lê Bá Toàn, Phạm Huy Đồng, trú tại Hà Nội, tìm kiếm khách hàng cho Vinh. Một bằng tiến sĩ giả, Vinh bán với giá 3 triệu đồng. Bằng tốt nghiệp cử nhân và trung cấp, chứng chỉ, học bạ, xác nhận bản điểm có giá dao động từ 500.000 cho đến 1,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ hàng trăm mẫu dấu giả và phôi văn bằng của các cơ quan, tổ chức, trường học. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra mở rộng vụ án. Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Long Hồ, Nguyễn Văn Kiểm, Hồ Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Lương và Lê Ngọc Hiền về hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ ập vào, bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy tại phòng 101, lầu 1, khách sạn Tô Châu, địa chỉ số 195, khu dân cư 91B, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 gói ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng, hơn 26 triệu đồng tiền mặt, một cân tiểu ly, dụng cụ để sử dụng ma túy đá và các tang vật khác. Liên quan đến đường dây mua bán, tàn trữ, vận chuyển ma túy đá từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ này, đến nay, Công an quận Bình Thủy đã bắt tổng cộng 11 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy đá. Vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa nay ngày 2 tháng 4, tại khu vực tổ 9 ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn dữ dội.
chị Nguyễn Thị Chuyên phát hiện ngọn lửa phát ra từ phía sau nhà mình, rồi lan nhanh sang khu vực xung quanh. Do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lan sang nhà liền kề. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, nhưng hai căn nhà bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 190 triệu đồng. Rất may, hai người già đang ngủ trưa trong ngôi nhà bị cháy đã được người dân kịp thời phát hiện đưa ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.